Trong nước rửa tội, linh hồn Maria Nguyễn Thị Bích Hồng đã chết với Đức Kitô và đã sống với Người trong sự sống mới. Xin cho chị được chia sẻ vinh quang muôn đời với Đức Kitô. Trong ngày lễ nhận bí tích rửa tội, tôi tới Chúa là linh hồn Maria Nguyễn Thị Bích Hồng đã mặc lấy Đức Kitô. Vậy xin cho chị cũng được mặc áo vinh quang trong ngày Đức Kitô đến. Và giờ đây chúng ta cùng với ca đoàn hát bài ca nhập lễ và chúng ta bắt đầu bước vào nhà thờ. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chỉ mình Chúa mới thắng nổi sự chết và ban cho chúng con sự sống muôn đời. Hôm nay bà Maria Nguyễn Thị Bích Châu là người tín hữu Chúa và là người chị em của chúng con đã cùng an giấc với Đức Giêsu Con Một Chúa. Nhưng chúng con biết rằng Chúa đã cho Đức Giêsu sống lại, Chúa cũng sẽ cho bà được sống lại với Người. Vì vậy chúng con tin tưởng cầu xin Chúa cho bà được chia sẻ vinh quang với Đấng đã từ cõi chết sống lại. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên chí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Và xin mời cộng đoàn an tọa. Và giờ đây chúng ta cùng nhau lắng nghe những bài đọc từ sách Lời Chúa. Lời Chúa trong sách Ngôn Sứ Isaiah. Ngày ấy trên núi này, Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc. Tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế. Trên núi này, Người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân và tấm màn trùm lên mọi nước. Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Đức Chúa là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người và trên toàn cõi đất. Người sẽ xóa sạch nỗi ô nhục của dân Người. Đức Chúa phán như vậy. Ngày ấy người ta sẽ nói: đây là Thiên Chúa chúng ta. Chúng ta từng trông đợi Người và đã được Người thương cứu độ. Chính Người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông. Nào ta cùng hoan hỷ vui mừng
bởi được người cứu độ. Đó là lời Chúa. Trong chúng ta sống cho chính mình, mà cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy dù sống dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa, vì Đức Kitô đã chết và sống lại là chính để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết. Thế mà bạn, sao bạn lại xét đoán người anh em? Và bạn nữa, sao bạn lại khinh dễ người anh em? Quả thế, tất cả chúng ta phải ra trước tòa Thiên Chúa, vì có lời chép rằng Đức Chúa phán: ta lấy sự sống ta mà thề, mọi người sẽ quỳ gối lạy ta, và mọi miệng lưỡi phải xưng tụng Thiên Chúa. Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ phải trả lời về chính mình trước mặt Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Chúa phán: ta là sự sống lại,
Chúa ở cùng anh chị em. Ta ở cùng Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Tất cả những người Chúa Cha đã ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài. Vì tôi từ trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng là để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ người đã ban cho tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Xin mời cộng đoàn an tọa. Có sinh có tử, có khởi đầu thì cũng có kết thúc. Cuộc đời con người bao gồm nhiều khoảnh khắc khác nhau. Như tác giả của sách Giảng Viên đã viết: một thời thù ghét, một thời kiếm tìm, một thời đánh mất, một thời yêu đương. Tất cả đều liên hệ với nhau và làm nên cuộc sống con người. Hương vị cay đắng ngọt bùi của cuộc sống nói lên sự phong phú, sâu sắc và thiếu điều, huyền nhiệm của cuộc sống con người. Cuộc đời dài ngắn ở trần gian này không do con người quyết định. Người thì được 100 năm, kẻ thì được 80 năm, người khác thì được 60 năm. Và riêng với bà Maria Nguyễn Thị Bích Hồng là 74 năm. Tuổi này người xưa thường gọi là thất thập cổ lai hy, 70 tuổi đã là hy hữu lắm rồi. Cuộc đời không chỉ sống cho riêng ta, mà sống với nhau và cho nhau, như Thánh Phaolô viết trong bài đọc thứ hai mà chúng ta vừa mới nghe. Không ai sống cho chính mình, nhưng sống cho Chúa, và đồng thời cũng có ảnh hưởng đến người khác. Và điều này được thể hiện qua đời sống với những người xung quanh, qua ơn gọi mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta. Món quà sự sống mà chúng ta được ban tặng là để chia sẻ, đặc biệt với những người mà Thiên Chúa gửi vào trong cuộc sống chúng ta, trong gia đình, láng giềng, bạn hữu, cộng đoàn, vân vân. Món quà sự sống này gồm cả ơn gọi, mà qua đó Thiên Chúa mời gọi chúng ta chia sẻ, phục vụ để phản ảnh sự tốt lành, quảng đại và yêu thương của Thiên Chúa, mà mỗi người chúng ta được Thiên Chúa tạo thành, được tạo thành trong hình ảnh của Ngài. Món quà sự sống 74 năm mà Thiên Chúa tặng ban cho bà Maria hôm nay đã hoàn tất. Và hôm nay Chúa cũng đã gọi bà về. Như chính Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ trước cuộc thương khó: Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Đối với chúng ta là những người tin vào Đức Kitô, chúng ta đã được lãnh nhận bí tích rửa tội, được nhận chìm vào sự sống lại của Chúa. Như Chúa Giêsu đã xác định trong bài Phúc Âm: ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài. Và tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Đó cũng là điều mà mỗi người chúng ta được mời gọi để xác tín và phó thác người chị em của chúng ta là bà Maria vào sự sống phục sinh của Đức Kitô. Và tôi xin được trích dẫn một đoạn bài chia sẻ của cố Hồng Y
Bezu Hill trong tập sách với cái tựa đề là mầu nhiệm thập giá. Sự chết là điều ghê gớm cho đến khi chúng ta học làm bạn với nó. Sự chết là điều sợ hãi nếu chúng ta không học để đón nhận nó. Sự chết là một điều hết sức vô lý nếu chúng ta không coi đó là sự hoàn tất. Sự chết ám ảnh chúng ta khi chúng ta coi đó như là một chuyến đi vào hư vô, thay vì là một cuộc hành trình đến một nơi mà hạnh phúc thật được tìm thấy. Lý trí con người không thể hiểu được sự chết. Chúng ta đối diện nó với sợ hãi và chênh vênh. Chúng ta kháng cự lại, hoặc là chúng ta quay đầu đi vì ý nghĩ về sự chết rất khó để chúng ta chấp nhận. Nhưng đức tin cho chúng ta câu trả lời khi lý trí thối lui, bản năng sống hướng đến bất tử. Đức tin giúp chúng ta bước vào huyền nhiệm của sự chết. Chết không phải là đường cụt, nhưng là cổng dẫn đến một chỗ tốt hơn. Đó là nơi mà những ước vọng cao thượng sẽ được thực hiện. Đó là nơi mà chúng ta sẽ thấu hiểu kinh nghiệm tốt lành, yêu thương, tuyệt mỹ và vui mừng là những thực tại hiện hữu hoàn hảo trong Thiên Chúa. Trên trời chúng ta sẽ yên nghỉ trong Ngài, và con tim chúng ta sẽ không ngừng nghỉ cho đến khi chúng ta được nghỉ yên trong Thiên Chúa. Chúng ta là những người ở lại tiếp tục hành trình cuộc sống, khóc thương và nỗi buồn dâng tràn tâm hồn chúng ta, trong khi người thân thương của chúng ta là bà Maria thì đang trên đường về hiệp nhất với đấng yêu thương bà. Ngài biết tình yêu mà bà đã sống và dành cho gia đình, cho chồng, con, cháu và tha nhân. Và giờ đây Ngài đang nói với bà bằng chính sự yêu thương mà Ngài dành cho chúng ta, cho nhân loại. Nước mắt chúng ta không còn là những giọt đắng cay, mà là một niềm cảm xúc nhẹ nhàng để mang đi những đau thương của buồn bã, để rồi hướng chúng ta đến bình an với Thiên Chúa và bình an với nhau. So what I was sharing is very, I'll make it very brief, that the gift of life that God give it to us is not just for ourselves, but it is to be shared, especially to be shared with those whom God sent into our life, our loved one in our family, our community, our friends, our co-worker, and so on. And through that intersection, interaction, we are called to manifest the goodness of God, His love, His mercy. Our friend, Mrs. Nguyen, whom God called home today, reminds us that one day we too also return to God and also. For those of us who were baptized, when we are baptized in the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. So that's why today we gather to remind ourselves of that faith, of that gift. For those of us, when we were baptized when we were little, it was our parent, our godparent, who asked for us. And maybe for those of us who were baptized when we was a little bit older, we ourselves asked for that gift, the gift of faith, the gift that will give us eternal life. And to end it up, I would like to share with you a passage from a reflection by the late Cardinal Basil Hume, in his book titled The Mystery of the Cross. And in that passage, he talked that death is a gateway to a better place. Death is a formidable foe
until we learn to make it a friend. Death is a fear if we do not learn to welcome it. Death is the ultimate absurdity if we do not see it as fulfillment. Death haunts us when viewed as a journey into nothingness, rather than a pilgrimage to a place where true happiness is to be found. The human mind cannot understand death. We face it with fear and uncertainty, revulsion even. Or we turn away from the thought of, for it is too hard to bear. But faith gives answer when reason fails. The strong instinct to live points to immortality. Faith admits us into death's secrets. Death is not the end of the road, but a gateway to a better place. It is in this place that our noblest aspiration will be realized. It is here that we will understand how our experiences of goodness, love, beauty, and joy are reality which exists perfectly in God. It is in heaven that we shall rest in Him, and our hearts will be restless until they rest in God. We, left to continue our pilgrimage through life, weep and mourn, sadness reign in our heart. But Maria are on her way to union with Him who loved her. He knows the love which she has for her family, her husband, her children, and grandchildren. God speaks now of His love for her. Our tears will not be bitter ones now, but a gentle weeping to rob our sadness of its agony and lead at last to peace, peace with God and peace with one another. So, my dear brother and sister, our existence here on earth is a preparation for that ultimate happiness. The love, the care, the joy, the pain, and everything that we live here now is a way to prepare us for our eternal home in heaven. Và có lẽ trong cái cuộc sống ở trần gian này dài ngắn của mỗi người chúng ta là để mỗi người chúng ta chuẩn bị để cảm nghiệm một phần nào sự yêu thương tốt lành tuyệt mỹ mà Thiên Chúa hứa ban cho chúng ta. Vậy trong niềm xác tín đó, chúng ta cùng phó dâng người thân yêu của chúng ta là chị Maria Nguyễn Thị Bích Hồng vào lời hứa của Thiên Chúa là ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài, và tất cả những ai thấy người con và tin vào người con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Amen. Chúa những lời cầu nguyện. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tin tưởng khẩn cầu Thiên Chúa là Cha toàn năng ban ơn cứu độ cho những người còn sống cũng như đã qua đời. Chính Ngài đã cho Đức Kitô con Ngài được phục sinh từ cõi chết. Xin cho Maria Nguyễn Thị Bích Hồng qua bí tích rửa tội đã nhận được hạt giống trổ sinh sự sống đời đời, được mãi mãi sum họp với các thánh của Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin cho Maria Nguyễn Thị Bích Hồng đã được rước mình Thánh Chúa Kitô là bánh ban sự sống đời đời, được sống lại trong ngày sau hết. Chúng ta cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin cho linh hồn các anh chị em, thân nhân và ân nhân của chúng ta được nhận phần thưởng do công lao khó nhọc họ đã thực hiện. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin cho tất cả những người đã an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại được nhận vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúa đã khóc thương khi người bạn Chúa là Lazaro chết. Xin nâng đỡ và lau sạch nước mắt buồn sầu của gia đình và thân bằng quyến thuộc của chị. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin cho anh chị em chúng ta đang quy tụ nơi đây với đức tin và lòng sốt, mến được đoàn tụ nước trong nước vinh hiển của Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa, chúng con lại xin Chúa cho lời khẩn cầu của cộng đoàn chúng con sinh ích lời cho linh hồn các tôi tớ nam nữ của Chúa. Xin giải thoát họ khỏi mọi tội lỗi và cho họ được thông phần ơn cứu chuộc của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin mời cộng đoàn cùng ngồi. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Thiên Chúa nhận hy lễ tôi thay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và hữu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con dâng những lễ vật này để cầu cho chị Maria được hưởng ơn cứu độ. Khi còn sống, chị đã vững tin Đức Giêsu Con Chúa là vị cứu tinh nhân hậu. Thì giờ đây xin Chúa cho chị được thấy rằng Người cũng là vị thẩm phán khoan dung, Người hàng sông và hiền trì muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thần là chính ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thanh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là trinh đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì một mình Người đã chịu chết để chúng con khỏi phải chết, hơn nữa một mình Người đã vui lòng chịu chết để chúng con được sống luôn mãi cho Chúa. Vì thế hiệp với đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Chúa là Thiên Chúa cả đạo binh, trời đất đầy vinh quang.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giáo Mục Mikae chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến tôi tớ Chúa là linh hồn Maria Nguyễn Thị Bích Hồng, mà hôm nay Chúa đã gọi đã khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, ân nhân và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Kính nhờ người, hiệp với người và trong người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Lành Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và
sơ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng tất cả anh chị em. Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Chiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng chúa ngự vào nhà con, nhưng lời xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Phần kế tới là phần rước mình máu Thánh Chúa dành riêng cho những người Công giáo. Nhưng ai không là Công giáo thì có thể phải là ngồi ở ngay tại chỗ. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Đức Giêsu, Con Chúa đã để lại cho chúng con bí tích Thánh Thể làm lương thực đi đường, giúp chúng con đủ sức tiến về nhà Chúa. Ước chi nhờ bí tích này, người chị em tín hữu chúng con
là chị Maria Nguyễn Thị Bích Hồng được vào nước Chúa dự tiệc vui muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Và xin quý vị an tọa. Và giờ đây đại diện của gia đình lên có đôi lời đến với quý công đoàn. Trọng kính thưa cha, thưa cha kính mến của gia đình chúng con, kính thưa quý ông bà, kính thưa quý hội đoàn, kính thưa các anh chị trong ca đoàn và cùng gia đình những đứa em thân mến của tôi. Thưa cha, con xin thay mặt gia đình chân thành gửi đến cha lời cảm ơn chân thành. Cảm ơn quý hội đoàn, ca đoàn đã có mặt trong buổi lễ hôm nay dâng lời cầu nguyện thông công để tưởng đưa linh hồn Maria Bích Hồng về nước Chúa. Sự hiện diện của quý vị và những lời cầu nguyện của quý vị thật là một niềm vinh hạnh và một an ủi vô cùng lớn lao đối với gia đình chúng tôi trong sự mất mát, trong những ngày đau buồn này. Con chỉ biết xin Chúa trả công cho cha và tất cả quý vị. Xin Chúa và cha, xin Chúa gìn giữ cha và quý vị luôn mãi. Và nếu thật là không công bằng, tôi muốn cảm ơn một người. Đó là người vợ yêu quý của tôi, bạn Nam Thị. Bích Hồng, tôi cảm ơn em đã cho tôi 46 năm của cuộc đời. Cảm ơn Chúa đã đưa em đến với tôi, đồng hành cùng tôi trong những tháng ngày qua, xây dựng gia đình. Nay Chúa cất em về, tôi xin cúi đầu chấp nhận. Từ nay không còn em bên trong cuộc đời của tôi nữa. Trong những ngày qua rất đau buồn, tôi cấu xé dằn vặt, dường như suy sụp hoàn toàn. Cuộc sống gia đình có những lỗi lầm, có những thiếu sót đối với nhau. Mong em tha thứ và ra đi bình yên. Hôm nay mọi người trong giáo xứ đều đã đọc kinh cầu xin lòng Chúa thương xót để đưa em về nơi vĩnh hằng, nơi mà thiên thu chỉ có tình yêu và hạnh phúc. Tôi và các con và gia đình, những người thân mến, mong em được yên nghỉ. Vĩnh biệt em. Ladies and gentlemen, thank you for being here with me, with my family, in this worst moment of my life. Your presence makes my heart feel warmer. Thank you very much. God bless you. Con cảm ơn cha. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn ca đoàn. Và trước khi nghi thức phó dâng thì một lần nữa thì cha cũng xin đại diện cho giáo họ cùng giáo xứ gửi lời chia buồn đến trước hết là đến với anh Mỹ cũng như đến với John, đến tất cả các con, các cháu, gia gia đình. Và giáo xứ cũng như cộng đoàn cũng sẽ tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn của chị Maria và đặc biệt là cầu nguyện cho gia đình để nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục ban thêm sức mạnh, an ủi để anh cũng như các con, các cháu và chồng gia đình tiếp tục hành trình ở dương thế. And
Especially in this moment of departing and so on, each and every one of us are reminded to be an instrument of peace, to pray for one another, to show our care for one another. I always cherish the prayer of Saint Francis. In life, we are called to be that instrument of peace, especially in the darkest moment of our life, in the painful suffering and so on. Let us help us to be able to experience peace, peace in our own life, own heart, in our own home, and sharing that peace with one another, especially in this very painful and sorrowful. And today in the church, Catholic Church, we celebrate the feast day of Our Lady of Sorrow. And she is the one who witnessed all of those, especially the death of her very own son. And so I'm sure that today Mary is also present with us in this Mass. And may our Mary, the feast of her feast day, Mother of Sorrow, pray and intercede for each and every one of us. Và giờ đây xin mời mọi người chúng ta cùng đứng để chúng ta bắt đầu nghi thức phó dâng. Và ở sách trang 16, nếu có ai có sách thì chúng ta có thể mở trang 16 để chúng ta theo dõi. Anh chị em thân mến, người thân của chúng ta là chị Maria Nguyễn Thị Bích Hồng đã yên nghỉ trong bình an của Đức Kitô, trong đức tin và niềm hy vọng được sống đời đời. Chúng ta hãy phó dâng người chị em này cho lòng thương xót đầy lân ái của Chúa là cha chúng ta, và hãy liên kết với người chị em chúng ta đây bằng lời cầu nguyện, để người chị em này nhờ bí tích rửa tội đã trở nên nghĩa tử của Chúa, đã nhiều lần được bầu dưỡng nơi bàn tiệc thánh, giờ đây cũng được nhận vào dự tiệc dành cho con cái Chúa trên trời, và cùng với các thánh hưởng phần gia nghiệp muôn đời Chúa hứa ban. Chúng ta cũng cầu nguyện cho chính chúng ta, giờ đây đang than van khóc lóc, một ngày kia có thể được cùng người chị em này ra đón gặp Chúa Kitô, khi chính người là sự sống của chúng ta xuất hiện trong vinh quang. Lạy các thánh của Thiên Chúa, xin đến cứu giúp. Lạy các thiên thần của Chúa, xin đến gặp linh hồn Maria. Xin dâng linh hồn Maria lên chiêu tôn nhan đấng tối cao. Xin Đức Kitô đấng đã gọi chị Maria đón nhận chị, xin cho các thiên thần đón đưa chị vào lòng tổ phụ Abraham. Xin đến gặp linh hồn này. Xin dâng linh hồn Maria lên chiêu tôn nhan đấng tối cao. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Maria được nghỉ yên muôn đời và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn ấy. Xin dâng linh hồn Maria lên chiêu tôn nhan đấng tối cao. Lạy Cha rất nhân từ, chúng con xin phó dâng linh hồn người chị em chúng con là Maria Nguyễn Thị Bích Hồng trong tay Cha, với niềm hy vọng chắc chắn người chị em này sẽ sống lại cùng với Chúa Kitô trong ngày sau hết.
như mọi người đã chết trong Chúa Kitô. Chúng con tạm tạ Cha về những ân huệ dồi dào Cha đã ban cho tôi tớ Chúa là chị Maria khi chị còn sống trong cuộc đời trong qua này, khiến chúng con nhận thấy bằng chứng lòng nhân hậu của Cha và dâu chị các thánh cùng thông công trong Chúa Kitô. Vậy lạy Chúa, xin thương xót lắng nghe lời chúng con khẩn cầu mà mở cửa thiên đàng cho tôi tớ Chúa, và cùng xin cho chúng con đang còn sống biết dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau cho đến khi tất cả chúng con được đoàn tụ trong Đức Kitô, và như vậy chúng con sẽ được cùng với người chị em này sống mãi bên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Và trong bình an, chúng ta hãy tiễn đưa người chị em của chúng ta là chị Maria Nguyễn Thị Bích Hồng đến nơi an nghỉ cuối cùng. Xin các thiên thần dẫn đưa chị vào thiên đàng, và khi tới nơi, xin các thánh tử đạo đón tiếp và dẫn đưa chị vào thành thánh Jerusalem. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhậm lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa châm tôi, nào ai rối đường? Bởi Chúa hằng